À, nó bánh quay chèo các bạn. Chắc giống giống bánh quay chèo á. Cha đang làm công chuyện mà. Chân. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ xin gửi cho các bạn một cái món đồ chơi nữa. Đó là cái gỗ bánh kem sinh nhật nha các bạn. Cái gỗ bánh kem sinh nhật. Thì sau khi các bạn mua cái sản phẩm này về, khi các bạn mua cái sản phẩm này về thì các bạn tháo cái bịch ni lông ra. Các bạn lấy cái gỗ bánh kem ra nha. Thì mình sẽ review cho các bạn xem cái gỗ bánh kem này đi theo những cái món đồ chơi nào nha, để cho các bạn biết mà cập nhật mà có thể xem những cái mẫu nào đẹp thì có thể lấy về bán nha. Còn những cái mẫu nào hay thì ba mẹ mua em chúng ta chơi. Thì đầu tiên mình sẽ review cho các bạn những cái món đồ chơi đi theo cái gỗ này nè. Thì thứ nhất là về cái màu sắc nha các bạn. Màu sắc của cái gỗ đây, cái gỗ thì nó có thể luân phiên nha các bạn, nó thay đổi theo màu sắc, nó sẽ bất ngẫu nhiên nha, không có trùng màu được nha các bạn. Đó, thứ nhất là màu hồng nè, có thể là màu vàng hoặc có thể là màu xanh đó. Rồi cái thứ mình đầu tiên là mình sẽ xin review cho các bạn xem là các những cái món mình theo cái gỗ đồ chơi này nè. Thì cái thứ nhất là cái bánh kem, đây là một bánh kem nha các bạn. Cái bánh kem nè, cái bánh kem này thì nó bên trong nó sẽ có những cái miếng hít nữa các bạn. Thì miếng hít hít lại các bạn, nhìn nó cắt sẵn làm bốn rồi đó. Thứ nhất là một bánh kem nè. Cái tiếp theo đó là một cái này là cái gì đây, cái này là một cái bánh đó các bạn. Đây cũng là một cái bánh, bánh này nó cũng có cục hít nữa các bạn, nó có thể thay đổi nhau được nha các bạn, nó hít nhau được nè. Này rất là dễ thương ha. Rồi tiếp theo nữa đó là một cái kem đó, cái kem và một cái kẹo. Kẹo này kẹo mút nè các bạn, này trẻ con rất là thích. Kẹo này hình con gấu nha. Tiếp theo nữa là một cái dao đó, cái dao này để cắt cái bánh kem sinh nhật đây. Tiếp theo nữa cái này là một cái bánh, cái là bánh còng nữa các bạn. Bánh còng mà thường ở chợ thường bán á. À. Tiếp theo nữa, cái này là cái bánh gì đây trời? À, nó bánh quay chèo các bạn. Chắc giống giống bánh quay chèo quá. Chắc nó quá. Tiếp theo nữa là cái này là sô cô la. Phải không? Đúng rồi. Cái này là kẹo sô cô la hả? Không phải. Cái này là cái gì á? Chắc trẻ con biết các bạn. Thôi kệ đi. Mình sẽ review cho các bạn đi theo món rồi còn cái. Cha đang làm công chuyện mà. Trần. Cha đang làm công chuyện mà. Trần. À, bánh sừng hả? À, này bánh sừng. Còn cái này thì các em biết á, thì mình review cho các bạn đi theo món thôi, chứ mình cũng không có gành những sản phẩm này nữa. Các em chơi các em biết. À, tiếp theo nữa là một cái kem á nè. Cái này có hai kem các bạn, hai kem luôn. Rồi tiếp theo là một cái kẹo trái tim đó nè. Kẹo này cũng là kẹo mút dễ thương ha. Rồi tiếp theo nữa là cái này là cái gì đây? À, cái này là kẹo nè, này cục kẹo nữa các bạn. Này cục kẹo nhìn thấy không đúng, nhưng thấy là lạ, nhưng mà nhìn kỹ lên nó cục kẹo nó xe hai cái bọc các bạn. Kẹo xe á, kẹo nó quấn vô bọc á. Đó là hai cục kẹo ha. Tiếp theo nữa là một cái kẹo mút nữa, nhiều kẹo mút quá, ba cái kẹo mút luôn. Giờ tiếp theo nữa là những cái bánh nè. Bánh này bánh gì đây các bạn? Bánh này giống bánh lỗ tai heo các bạn. Bánh lỗ tai heo các bạn. Chắc nó đó, lỗ tai heo mà thường đi chợ anh mua ăn á. Rồi cái cuối cùng là một cái gỗ nha. Đó. Thì cái bộ đồ chơi này đi theo những sản phẩm đó các bạn. Thì mình review cho các bạn xem những cái bộ đồ chơi, những cái mẫu gì đó. Rồi các bạn xem nha, nếu cảm thấy đẹp thì lấy về bán nha. Còn cả ba mẹ cảm thấy hay á, vui thì mua cho chúng ta chơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.